I'll fear the end of our years, hoping for just one more day with you, dear. I knew all your dreams, the wildest of things, from places you'd see to people you meet. So I took all I had and all I could sell and put it away in a jar. Sống của chúng mình khi mới yêu nhau thì còn có nhiều những cái điều rất khó khăn về điều kiện kinh tế, rồi giai đoạn đó thì cũng phải thông cảm với đất nước đang có chiến tranh. Theo sau rồi là mới xây dựng gia đình, được một thời gian sau thì có con, đó là cái niềm vui hạnh phúc chung của vợ chồng chúng mình. Và nuôi con gái đã ăn học thành đạt, cho đến giờ là các con đã đều có công ăn việc làm. Hạnh phúc gia đình càng ngày càng phát triển, rồi kinh tế gia đình phát triển, rồi hạnh phúc gia đình này là từ những cái tình cảm của bố mẹ dành cho con cái, đó là cái cầu mong nhất. Cuộc đời mình là đến, cũng là gọi là hai phần đời người thì đúng không? Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe mà phải nghe em, vì là hạn chế rượu bia và thuốc lá. Thuốc lá thì tốt nhất là cứ hứa với em một điều là bỏ thuốc, đấy là nguyện vọng nhất của em. Tâm lý và nguyện vọng nhất của em thì lúc ấy anh mà bỏ thuốc lá thì đúng là phấn khởi. Sunset, but they still glow. I've
suốt đời.